Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả các anh, các chị, các cô, chú, bác hiện tại đang xem video này của trang trại Hưu Sao Tín Tài. Thì như mọi người đang nhìn ạ, hôm nay là trang trại đang làm những cái bình nhung hiêu ngâm mật ong sẵn. Đấy, đây là những cái lát nhung mà trang trại đã xắt lát từ nhung hiêu tươi ra. Kèm theo ở bên thì nó là cái nhân sâm tươi Hàn Quốc, trực tiếp trang trại nhờ người nhà chuyển từ bên Hàn về. Ở cái sâm Hàn Quốc này thì sẽ là 100g ở trong bình này mọi người nhé, và nhung hiêu cũng là 100g. Thì cái bình này thì trang trại làm cũng rất là thường xuyên, nên các anh chị cô chú bác này muốn mà sử dụng luôn được luôn ấy thì có thể tham khảo cái bình này. Cái bình này là 2.600.000 một bình. Thì hôm nay trang trại Tín Tài muốn làm một cái video xoay quanh một cái chủ đề cũng rất là nhiều các anh, các chị, các cô, các chú gọi đến hỏi trang trại. Đấy là cách sử dụng nhung hiêu như thế nào để tăng cân. Đấy, thì mọi người cũng nghe thấy cái tiếng của nhung hiêu ấy, là ăn nhung hiêu có thể giúp được tăng cân rất là hiệu quả, đúng không ạ? Thì cái việc cái tác dụng của nhung hiêu nó về cái việc tăng cân thì nó không phải bàn nhiều nữa, tại vì cái sản phẩm nhung hiêu này thì nó rất là tốt cho sức khỏe, và nó là một cái sản phẩm bạn có thể là đứng đầu trong cái việc mà bồi bổ nâng cao sức khỏe. Mà khi mà nâng cao sức khỏe như thế, bồi bổ như thế, thì cái việc tăng cân là một cái điều là nó là dĩ nhiên, là một điều dĩ nhiên là sẽ xảy ra. Đấy, thì đối với các anh, các chị mà giống kiểu chúng ta có đủ cân nặng rồi mà không sợ tăng cân ấy, tức là sợ vấn đề tăng cân ấy, thì mọi người dùng sẽ theo một cái chế độ nhẹ hơn nhé. Một tuần chỉ sử dụng 1-2 lần thôi thì nó rất là tốt cho sức khỏe mà không sợ vấn đề tăng cân. Cái vấn đề mà tăng cân mà mọi người lưu truyền rằng cái nhung hiêu này có thể giúp làm ăn nó tăng cân giống kiểu nó tốc độ nhanh, nó làm nó nứt thịt ấy, thì hầu như là không có. Nếu mà có thì chỉ là ngày xưa các cụ chúng ta săn được những cái con hiêu ở trong rừng ấy, xong nó bắt đầu là chúng ta không hiểu về cái nhung hiêu này, và chúng ta ăn trực tiếp cái cặp nhung ấy, ăn trong một buổi tối, ăn hết một cặp nhung thì mới xảy ra cái tình trạng là nhiều một lượng chất quá nhiều vào cơ thể, làm cho chúng ta là không kiểm soát được cái vấn đề tăng cân. Đấy, cái chủ đề chính hôm nay Tài mình nói ở đây là cái việc mà các anh, các chị, cô chú bác mà gầy ấy, muốn sử dụng cái nhung hiêu này để tăng cân hiệu quả, thì mọi người thường hỏi trang trại là sử dụng như thế nào để giúp tăng cân tốt nhất. Đây những là những cái bình ngâm mật ong mà trang trại đã hoàn thành xong mọi người nhé. Đấy, thì rất là chất lượng luôn. Thì cái việc mà sử dụng nhung hiêu như thế nào để tăng cân tốt nhất thì cũng là một cái mà kinh nghiệm, từ kinh nghiệm ra mọi người ạ. Đấy, thì cái việc mà chúng ta ngâm rượu này hay chúng ta ngâm mật ong này thì cái tác dụng của nó như nhau mọi người nhé. Chỉ có mọi người chọn cái phương pháp nào ấy để cho chúng ta là dễ dùng, thích hợp với cái việc mà sử dụng của chúng ta nhất. Ví dụ như các anh mà thích uống rượu thì chúng ta có thể ngâm rượu. Đấy, các chị, các trẻ nhỏ mà không uống được rượu thì chúng ta có thể ngâm mật ong. Tuy nhiên mà để mà tăng cân hiệu quả thì cái người mà khi sử dụng chúng ta cần sử dụng nhiều hơn một chút, tức là sử dụng liên tục, và chúng ta sử dụng vào buổi tối mọi người nhé, tức là sau khi ăn cơm xong ấy. Sau khi ăn cơm xong thì mọi người có thể nếu mà uống ngâm rượu chẳng hạn, chúng ta lấy ra một ly rượu nhỏ, chúng ta uống vào tầm khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối thì chúng ta uống vào buổi tối. Hoặc là ngâm mật ong như thế này thì chúng ta dùng vào buổi tối là chúng ta lấy tầm khoảng 3 thìa mật ong này, kèm theo với 2 lát nhung, 2 lát sâm, chúng ta hòa vào nước sôi, chúng ta để nguội bớt đi tầm khoảng 80-85 độ, hòa vào nước sôi như vậy và chúng ta uống và ăn cả cái lát ấy luôn. Và cho mọi người ăn vào buổi tối khi chúng ta ngủ thì cơ thể nó hấp thụ, nó giữ lại những cái lượng chất, nó không bị thất thoát ra ngoài. Đấy, thì nó sẽ tập trung vào vấn đề tăng cân hơn. Vì vậy nên sử dụng vào buổi tối sẽ giúp tăng cân rất là tốt. Cái việc tăng cân từ nhung hiêu thì sẽ không chắc chắn 100% đâu mọi người ạ. Tại vì nó tùy theo cái thể trạng của từng người nữa. Có những người sử dụng chỉ một cái bình nhỏ như này thôi cũng tăng đến 3-4 cân. Nhưng mà
cũng có những cái trường hợp mà tức là cái cơ địa rất là khó tăng cân ấy, thì sử dụng cái nhung hiêu này thấy sức khỏe rất là tốt, tuy nhiên lại không tăng được cân nhiều. Vì vậy nên riêng hàng sức khỏe thì trang trại Tín Tài vẫn phải tư vấn rõ ràng là không dám chắc chắn 100%. Tuy nhiên là Tài muốn nói trong video này là cái tỷ lệ mà sử dụng nhung hiêu ấy thì nó giúp tăng sức khỏe là chắc chắn mọi người nhé, và giúp tăng cân là mọi người sử dụng đều đi. Tức ngày nếu mà chúng ta đang gầy thì có thể sử dụng ngày một lần, còn nếu mà chúng ta không gầy để sử dụng chỉ có cho sức khỏe thôi ấy, thì một tuần chúng ta dùng là 3-4 lần thôi đấy. Còn người nào mập rồi thì tuần chúng ta dùng một lần thôi đấy. Thì cái tỷ lệ mà sử dụng như thế nào thì khi mà mọi người đặt hàng từ trang trại thì trang trại là sẽ có nhân viên là tư vấn chi tiết cho mọi người, và cũng sẽ có một cái bản giấy hướng dẫn cách dùng chi tiết, nên là khi mọi người mà đến với trang trại Tín Tài thì mọi người yên tâm. Các sản phẩm mà bình nhung hiêu ngâm sẵn như này ấy, trang trại làm là tuyệt đối là uy tín và chất lượng mọi người nhé. Nên là kể cả mọi người mà muốn mà đến trực tiếp trang trại cắt nhìn trên đầu hiêu ấy, cắt xong xuống lấy luôn ấy, thì mọi người cứ liên hệ với trang trại là qua hai số điện thoại trên màn hình ấy, là 0966 này 592159 hoặc là 0903291899, để mọi người liên hệ đặt cái lịch về cắt trực tiếp để trang trại đón. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo nhé mọi người nhé. Mọi người cứ add Zalo lại để trang trại được tư vấn chi tiết hơn. Video của trang trại cũng làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video này để nhiều người biết đến cái sản phẩm của trang trại hơn. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.